các bạn, mình đang có mặt ở gian hàng của Samsung và ở đây họ đang trình diễn một cái bộ nâng cấp gọi là Evolution Kit. Thì trước đây Tinh Tế đã từng giới thiệu về cái bộ Evolution Kit này rồi. Nó đơn giản là một cái thiết bị dùng để chúng ta gắn vào những cái TV cũ và nó có chức năng là sẽ nâng cấp cả phần mềm lẫn phần cứng của chiếc TV của chúng ta. Ví dụ bạn có một cái chiếc TV đời 2012 của Samsung, khi họ ra một cái TV đời 2013 thì bạn không cần phải mua cái TV mới, mà đơn giản là bạn chỉ việc mua một cái cục Evolution Kit như thế này, đó, cái cục ở bên trái, và bạn gắn vào phía sau lưng của chiếc TV thì ngay lập tức chiếc TV của bạn sẽ được nâng cấp lên đời 2013 với phần cứng mới và cả phần mềm mới. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy là cái cục này nó gắn như thế nào. Đó, đây là cái Evolution Kit, thì nó sẽ gắn vào mặt sau của chiếc TV. Và bên trong cái Evolution Kit này nó có một cái CPU 4 nhân cũng như là những cái thiết bị xử lý tín hiệu video được nâng cao hơn. Đó là về mặt phần cứng. Về phần mềm thì nó sẽ bao gồm cái giao diện Smart Hub mới mà Samsung vừa mới giới thiệu gần đây. Và cái cổng mà bạn đang nhìn ở đây thì đó là cái cổng kết nối với cái cổng LAN RJ45, thì nó sẽ cung cấp thêm cái kết nối có dây cho chiếc TV này. Và mặc định thì những cái chiếc TV này đã có kết nối không dây Wi-Fi rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua phía bên kia để có cái nhìn cận cảnh hơn về cái thiết bị Evolution Kit này. Và đây là cái thiết bị Evolution Kit của Samsung. Nó rất là nhỏ gọn và rất là nhẹ. Thì đây, cái lớp vỏ bên ngoài nó được làm bằng nhựa, nhưng mà nó có một cái quả thiết phay xước ngang, cho nên nhìn nó rất là giống như kim loại. Ở phía bên này thì nó có một cái nút, nó ghi là chữ Push. Thì mình không biết là cái nút này nó có chức năng gì. Và đây là cái cổng kết nối, nó sẽ giao tiếp kết nối với TV qua cái cổng chân cắm này. Và đây là cái cổng dùng để kết nối với cái adapter Internet. Mặt trước là cổng chữ Evolution Kit, rất là nhẹ. Và đây là cái remote control mới của Samsung, nó sẽ được bán kèm với cái bộ Evolution Kit trong quý 2 năm 2013. Giá thì chưa được tiết lộ. Thì cái điểm mới của cái remote này là nó có thêm một cái bàn rê như đây. Các bạn có thể thấy là khi mình vuốt tay lên đây thì cái giao diện Smart Hub nó sẽ thay đổi, nó sẽ di chuyển. Và nó cũng được tích hợp microphone để mà chúng ta có thể điều khiển nó bằng cái giọng nói. Micro thì nó nằm ở trên vị trí này. Xin cảm ơn các bạn.